thì câu trả lời của chúng ta cho chuyến máy này đó chính là mình đã bị scam rồi các bạn. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Mistake đây. Thì như các bạn cũng đã biết thì năm vừa rồi, tức là năm 2023 thì mình đã trên tay một chiếc điện thoại mini phone mang một cái kiểu dáng thiết kế của dòng iPhone. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái điện thoại mini phone mới mới mua được trên Shopee. Thì chiếc mini phone này cũng của từ hãng Soyaz, và nó mang một cái kiểu dáng của một chiếc điện thoại khác, đó chính là chiếc S23 từ nhà Samsung Galaxy. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiến hành mở hộp chiếc sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm khác mà mình mua được trên Shopee thôi, với một cái mức giá là khoảng 1,2 triệu. Thì mình sẽ cho các bạn xem đơn hàng của mình nha. Và đây chính là đơn hàng của mình ha. Thì mình mua chiếc điện thoại này có giá là 1.224.000, và với một số cái mạng giảm giá thì mình còn đó khoảng hơn 1 triệu thôi. Thì như quảng cáo của shop bán hàng thì chiếc điện thoại này sẽ có màn hình là 3 inch, màn hình IPS và có hỗ trợ độ phân giải là Full HD. Ngoài ra thì chiếc máy này có một cái điểm nâng cấp mà mình thấy khá là phù hợp với thời điểm hiện tại, đó chính là chiếc máy đã hỗ trợ 4G. Và ở đây thì một số cái thông tin trên trên của shop thì mình nghĩ là đây không phải là một cái thông tin chính xác, tại vì con chip 6797 là một chip 8 nhân thì khá là mạnh, nhưng mà với một chiếc máy tầm trung, với một chiếc máy giá rẻ như thế này thì mình nghĩ là sẽ không thể nào có một cái sản phẩm như vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox cái hộp sản phẩm này, và chúng ta hãy cùng chờ xem bên trong nó có đúng với những cái thông số mà nhà bán hàng đã cung cấp cho chúng ta hay không, hay là một cái máy đểu khác mà mình bị scam trên sàn Shopee ha. Ok, bắt đầu thôi. Đây là chiếc máy của chúng ta. Cái chiếc hộp thì cũng tương tự như chiếc mini trước đây của mình đã từng mở hộp. Các bạn có quan tâm thì các bạn có thể click vào bên trên để cùng xem lại chiếc máy mini mà mình đã trên tay trước đây. Chiếc máy có kiểu dáng của iPhone á, còn chiếc này thì nó mang kiểu dáng của Galaxy S23. Ngoài ra thì còn một phiếu bảo hành từ shop. Ok, không có giá trị gì mấy, bỏ qua luôn. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì chiếc hộp này thì nó không khác gì mấy so với cái chiếc hộp mà mình đã trên tay trước đây. Ngoài ra thì thông số thì ghi là hỗ trợ WCDMA, tức là mạng 3G, hỗ trợ 4 băng tần. Thì mình nghĩ là với băng tần 2001 ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể hỗ trợ. RAM và ROM là 8GB và 128. Mình nghĩ đây không phải là một cái số chính xác. Ok, Made in China. Ok, mở hộp ra nào. Bên trong là một chiếc máy của chúng ta ha. Về tổng quan bề ngoài thì mình thấy thì nó có một cái chiều dày, có thể nói là gần như là bằng nhau so với cái chiếc mini phone mà mình đã trên tay trước đây. Về các thông số thì mình thấy là nó gần như bằng nhau. Tuy nhiên thì chiếc máy Soyaz S23 này thì nó đang có một cái thiết kế bo ở hai cạnh bên, nên là nhìn nó khá là dễ chịu hơn so với cái chiếc máy có kiểu dáng của iPhone này á. Mình sẽ cùng xem bên trong hộp còn có những cái thành phần nào nữa ha. Thì ở đây thì ngoài ra thì máy chỉ có một cái cổng sạc USB A2C tím ha, một cây chụp sim và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Vậy thì chiếc máy này sẽ không có tặng kèm một cái miếng dán màn hình cũng như là một cái ốp lưng silicon ha. Thì đây là cái ốp lưng silicon dành cho cái máy Soyaz S15 mà mình đã trên tay trước đây.
chiếc máy S23 này thì không có ha. Và nó cũng không có dừa với chiếc ốp này. Mình sẽ bắt đầu mở máy lên xem bên trong là cái gì ha. Không mở lên được các bạn ạ. Không biết là chắc là máy hết pin. Ok, mình sẽ tiến hành sạc pin và sẽ quay trở lại sau. Các bạn chờ trong giây lát nha. Vậy là mình cũng đã sạc xong chiếc máy này. Và chúng ta hãy cùng nhau tiến hành đánh giá những cái thông tin cũng như là thông số từ shop đã cung cấp để xem những cái thông số này nó đã thật sự chính xác chưa nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về phần ngoại hình. Về phần cạnh trên của chiếc máy thì chúng ta sẽ không có gì ha. Tiếp theo đó là phần cạnh trái thì chúng ta sẽ có hai nút tăng giảm âm lượng cũng như là một cái nút reset. Phần cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cái micro đàm thoại cũng như là một cổng sạc Type-C. Thì bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái khay sim. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng hai sim vật lý hoặc là sử dụng một sim và một thẻ nhớ micro SD. Thì ngoài ra thì nó sẽ có một cái phím nguồn ở đây. Mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái camera chính với độ phân giải là 5 megapixel và một dàn carrier để trang trí ha. Về mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 3 inch với độ phân giải là 480x854. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái camera phụ ở đây cũng như là một cái phần lo này vừa là lo đàm thoại cũng như là lo chính, lo ngoài của máy luôn. Thì ở đây camera trước chúng ta sẽ có camera là Vega 0.3 megapixel ha. Thì mình cũng đã để sim vào và chiếc máy này nhận mạng Vinaphone. Thì ở đây á, các bạn có thể để ý là ở trên cái phần cục sóng á, nó ghi là hỗ trợ LTE, tức là mạng 4G, nhưng mà mình không chắc đây có phải là LTE thật hay không. Thì chúng ta hãy cùng xem qua một vài cái thông số của chiếc máy trong phần cài đặt xem như thế nào đó. Thì ở đây mình có phần cài đặt chung, phần hệ thống. Thì trong phần hệ thống giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về điện thoại, ở đây thì số kiểu máy của chúng ta là S23 Pro, chạy trên một cái con chip 10 nhân và phiên bản Android là phiên bản 10.1. Ok, vậy là đây là những cái thông tin trong máy. Sẽ cùng xem cái thông tin về nhà mạng ở đây. Mạng di động. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần tùy chọn mạng yêu thích, chỉ có mạng 4G thôi, không có tùy chọn được các cái mạng khác như là mạng 2G hoặc là 3G. Tuy nhiên thì mình để kiểm chứng xem cái máy này nó có thật sự có nhận được mạng 4G hay không á, thì mình sẽ vào cái phần Network Operating này. Thì ở đây thì nó sẽ list ra tất cả các mạng khả dụng mà mình có thể sử dụng trên chiếc máy. Thì để mình cùng xem thử xem trong chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ được các cái loại băng tần nào. Thì đây là một cái phần có thể giúp các bạn test được chiếc máy có hỗ trợ được mạng 4G hay không ha. Ok, vậy là chiếc máy đã search được tất cả các nhà mạng khả dụng mà chúng ta có thể sử dụng trên chiếc máy này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là máy chỉ tìm được các nhà mạng có băng tần 3G cũng như là 2G thôi. Chiếc máy này sẽ không hỗ trợ được 4G rồi các bạn. Đây. Ok, mình đã chọn xong nhà mạng cho chiếc máy. Vậy thì mình đã bị scam trên chiếc máy mà bên shop đã ghi là có hỗ trợ 4G rồi các bạn ạ. Ok, vậy mình cùng xem thử xem những cái thông số khác trên chiếc máy này sẽ còn phải mình phải bị mình còn bị lừa những cái thông số nào ha. Thì mình sẽ vào phần device check xem cái phiên thông tin phần cứng. Chiếc máy này chỉ hỗ trợ con chip MT6580 thôi các bạn ạ. Và chiếc máy này thì chạy trên một cái tiến trình 4 nhân. Mà cái phiên bản phần cứng này nó chỉ là cái con chip 6580M, là cái con chip thấp nhất trong cái dòng
ở sân năm 80 của MediaTek thôi. Ở đây bộ nhớ RAM của chiếc máy là 2 GB. Tuy nhiên thì mình đặt chiếc máy này với một cái bộ nhớ là 6 GB, với một cái phân loại hàng hóa mắc hơn khoảng 200 ngàn so với phiên bản 2 GB định ha. Và ở đây thì họ sử dụng một cái phần RAM ảo cho chiếc máy, đâu đó khoảng 1,5 GB nữa. Bộ nhớ trong của chiếc máy là 16 GB chứ không phải là 64 GB như cái thông số mà mình đã chọn ha. Ngoài ra thì viên pin này dung lượng ước tính thì đâu đó khoảng 700 mAh thôi. Thì như các bạn cũng đã thấy thì trong cái thời gian mình review đó, thì phần pin của máy sụp khá là nhanh. Mạng ở đây thì chiếc máy ghi là Pinephone 4G. Tuy nhiên thì chiếc máy thì chỉ đang chạy trên cái nền là HSPA Plus, tức là mạng 3G đó các bạn. Thì tại sao mình dám khẳng định trên chiếc máy này chỉ có thể sử dụng được mạng 3G? Mình sẽ screenshot cho các bạn cái phần thông tin của con chip MT6580 từ chính hãng của MediaTek. Đối với con SoC này thì nhà MediaTek đã khẳng định là nó chỉ có thể chạy được trên nền những chiếc smartphone hỗ trợ 3G, chứ chứ mặc định thì chiếc SoC này nó sẽ không hỗ trợ được mạng 4G ha. Okay, về phần máy ảnh thì đây là cái phần về camera trước sau. Ở chiếc máy này ở camera trước thì nó hỗ trợ được 1.2 megapixel ha, chứ không phải là VGA như mà mình đã từng đề cập. Nó cũng sẽ có một số cái cảm biến như là cảm biến nhiệt độ, gia tốc ánh sáng và tiềm cận. Đó là những cái phần về thông số kỹ thuật mà mình muốn gửi đến các bạn. Vậy thì câu trả lời của chúng ta cho chiếc máy này đó chính là mình đã bị scam rồi các bạn. Chiếc máy này thật ra là mình mua với một cái mức giá khá là đắt trên Shopee so với chiếc máy mini iPhone mình mua trước đây, vì mình tin vào cái lời giới thiệu của shop, đó chính là máy sử dụng, máy có thể chạy được 4G, cũng như là mình mua cái phiên bản với bộ nhớ trong là 6 GB ha. Đối với sản phẩm này thì mình nghĩ là nó sẽ không khác gì so với cái con mini iPhone trước đây mà mình đã mua và đập hộp cho các bạn cùng xem. Tại vì phần cứng bên trong của nó hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái ngoại hình bên ngoài, và chỉ khác là mình đã mua với một giá cao hơn rất nhiều và mình đã chính thức bị scam. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết video, và nếu các bạn có cần thêm thông tin gì về sản phẩm này thì cứ để lại comment. Mình sẽ trong điều kiện cho phép thì mình sẽ tiếp tục làm clip để gửi đến cho các bạn về chiếc sản phẩm này, hoặc là những cái sản phẩm mà các bạn có quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.